Em mời các bác theo dõi, bên em đang thi công công trình tại Đại Nghĩa, Mỹ Đức. Các bác thợ thì đang xây tường móng đây. Đây là đã lấp đến đất, đến mặt giằng rồi. Đầm mấy hôm vừa rồi xong gặp thêm trời nắng này nữa là đất khô đét này. Trời khá là nắng thì là các bác thợ là dùng cái đèn che cho nó mát. Đây là cái hố pit này, và thép chờ hố pit đây. Ở đây chống thấm bên ngoài cho hố pit đây. Đây bể nước. Kèm luôn đi